Lâm Thanh Nhã học làm bác sĩ phẫu thuật để đóng gút Doctor Bản Việt. Lâm Thanh Nhã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho vai diễn bác sĩ trong phim Good Doctor. Dự án phim Bác sĩ Hạnh Phúc với sự góp mặt của dàn diễn viên như Lâm Thanh Nhã, Khả Ngân, Trần Phong và Trương Mỹ Nhân đang nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Bác sĩ Hạnh Phúc được remake từ phim Good Doctor đình đám của Hàn Quốc được phát sóng trên Netflix. Ngoài nam chính là Trần Phong, vai bác sĩ phẫu thuật Đỗ Hoàng do Lâm Thanh Nhã đóng cũng được người xem quan tâm. Nói về nhân vật Đỗ Hoàng của mình trong Good Doctor bản Việt, Lâm Thanh Nhã chia sẻ, để trở thành một bác sĩ phẫu thuật, mọi người phải trải qua một khoảng thời gian rất dài, rất là khó khăn. Tuy nhiên, vì quá trình làm phim không có nhiều thời gian, chỉ vỏn vẹn trong khoảng 1 đến 1,5 tháng thì việc học cho trọn vẹn là vô cùng khó khăn. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phải làm sao để thực hiện những ca mổ một cách hoàn chỉnh và chuyên nghiệp nhất. Ngoài ra, việc học các thuật ngữ chuyên dùng trong ngành y cũng khiến tôi cảm thấy căng thẳng, kiểu như là bản thân luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức. Lâm Thanh Nhã nói thêm vai Hoàng trong Good Doctor bản Việt có lẽ là nhân vật có rất nhiều yêu cầu về sự hiểu biết đối với y khoa. Để đóng được vai này một cách trọn vẹn, Lâm Thanh Nhã phải thuần thục một số động tác chuyên môn ở phòng mổ. Trong quá trình quay phim, Lâm Thanh Nhã chủ động học thêm từ các bác sĩ, y tá ở bệnh viện. Tôi cảm thấy may mắn khi các anh chị bác sĩ, y tá ở bệnh viện đã tận tình hướng dẫn những quy tắc, quy trình để làm một bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ phẫu thuật. Quay bộ phim này, tôi cảm thấy may mắn vô cùng vì yêu quý và trân trọng những anh chị đang làm trong ngành y. Bác sĩ là công việc rất đáng được trân trọng và tôn vinh, Lâm Thanh Nhã chia sẻ. Mở đầu bộ phim, Good Doctor bản Việt, bác sĩ Hạnh Phúc khắc họa được rõ nét hình ảnh bác sĩ Hoàng Nam, Trần Phong đóng. Có chút ngô nghê ngờ nghịch của một chàng trai mắc bệnh tự kỷ ngay từ khi còn nhỏ, nhưng có khả năng siêu việt trong lĩnh vực y khoa. Chuyển từ cuộc sống nông thôn yên tĩnh để gia nhập một đơn vị phẫu thuật bệnh viện danh tiếng. Tuy nhiên, trên đường đến nhận việc, bác sĩ Hoàng Nam đã chứng kiến một cảnh tai nạn. Với tấm lòng mong muốn cứu giúp người, với kỹ năng ghi nhớ đặc biệt những kỹ năng được học, Hoàng Nam đã cứu được một cậu bé trai. Tuy nhiên, việc cứu giúp người cũng khiến anh chàng đến trễ buổi phỏng vấn. Cơ hội này mất đi cơ hội khác lại đến khi hình ảnh Hoàng Nam cứu giúp một em bé gặp tai nạn giữa đường đến nhận việc được một số người dân quay lại, đăng tải trên mạng. Cũng chính đoạn clip này đã được nhiều người ca ngợi, truyền thông tìm kiếm Hoàng Nam để phỏng vấn. Ở một diễn biến khác, ngày đầu tiên vào ký túc xá tại Bệnh viện Hạnh Phúc, bác sĩ Hoàng Nam đã gặp phải một tình huống trớ trêu với bác sĩ Trà My, Khả Ngân. Theo đó, vì bất đồng quan điểm với bác sĩ Tiến Hoàng, Lâm Thanh Nhã, trong cách quyết định chữa trị cho bệnh nhân, Trà My đã quyết đến quán bar để tìm rượu giải sầu. Cũng chính việc quá chén đã khiến Trà My gặp phải tình huống trớ trêu khi đi vào nhầm phòng của bác sĩ Hoàng Nam.